Trong những ngày trời nóng như đổ lửa như thế này, buổi tối thì có người ở nhà xem tivi, có người thì đi bộ, người thì ngồi hóng mát trước cửa nhà. Nhưng mà quý vị cẩn thận, bởi giờ ở đâu, làm gì thì tai nạn cũng có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào. Vâng, có lẽ là sở dĩ mà anh Minh Phương nói như vậy là bởi vì ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một đoạn camera nóng được gửi đến chương trình với tình huống tai nạn nguy hiểm xảy ra với một người phụ nữ khi chị này đang hóng gió ngay trước nhà. Nạn nhân là một phụ nữ trung niên đang ngồi hóng mát trước cửa nhà. Phát hiện chiếc ô tô từ xa lao đến, người phụ nữ vội vàng chạy vào trong nhà nhưng không kịp. Khi người này đang mở cửa thì bị chiếc xe tông trúng. Pha đâm xe kinh hoàng khiến nạn nhân bị thương nặng và được cho là nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn clip tiếp tục khi người phụ nữ vẫn đang bị kẹt giữa phần đầu ô tô và bậc cửa giữa những mảnh kính vỡ. Trong khi đó, cửa kính của căn nhà bị phá hỏng, phần đầu xe ô tô bị hư hại nghiêm trọng. Không rõ tính mạng của tài xế và những người ngồi trong ô tô ra sao. Tiếp theo là cách mua cơm của một nam thanh niên, phải nói là có 102 trên thế giới thưa quý vị. Thế nhưng Minh Phương xin khuyến cáo là quý vị chúng ta chỉ xem thôi để rút kinh nghiệm chứ không nên học theo quý vị nhé. Giữa trưa nắng tại một quán cơm Bình Dân có rất đông thực khách đang dùng bữa. Phía ngoài sân có hai người đã dùng xong bữa, một người đang ngồi nghỉ ngơi còn một người ra dắt xe về. Thì bỗng từ xa một nam thanh niên chạy xe máy, không đội nón bảo hiểm, không mặc luôn cả áo, lao thẳng vào quán cơm. Tôi không hiểu là anh chàng này đi mua cơm kiểu gì mà khiến cho chủ quán và thực khách một phen khiếp vía. Giganta thì chắc chắn cũng chừa sau phi vụ mua cơm không đụng hàng này. Chúng tôi vẫn thường cảnh báo đến quý vị những màn trộm chó của bọn cẩu tặc bằng các thủ đoạn như là đánh bả chó hay là chích điện. Tuy nhiên hôm nay, tên cẩu tặc trong clip đã trộm một con chó giống Malinois vốn thông minh, cẩn trọng và không dễ bị dụ chỉ bằng một cái xoa đầu. Theo chủ nhân của con chó cũng là người đăng clip cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 5 tại một con ngõ trên đường Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thanh niên đi xe máy tay ga dừng xe để tiếp cận con chó, lợi dụng lúc vắng vẻ, tên này đã đưa tay xoa đầu con vật rồi nhanh chóng túm cổ nó đưa lên xe. Con chó không phản ứng dữ dội, nó suýt rơi ra khỏi xe nhưng ngay lập tức bị tên trộm dùng chân giữ lại, hắn phóng xe đi ngay. Còn tại Hà Nội mới đây, một nhóm người đi trên siêu xe Mercedes màu đen đắt tiền dùng súng bắn trộm mèo tiền triệu của người dân đang nằm trước cửa nhà vô cùng bức xúc thưa quý vị. Hôm qua, chị Tuyết Nga trú tại xóm 2, Bái Tràng, Gia Lâm, Hà Nội cho biết khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 5, gia đình chị bị mất trộm con mèo có nguồn gốc từ nước Nga. Con mèo được gia đình nuôi khoảng 6 đến 7 năm nay, có giá khoảng hơn 6 triệu đồng. Sau khi trích xuất camera an ninh của gia đình và hàng xóm thì phát hiện một nhóm người đi trên chiếc xe Mercedes biển kiểm soát Hà Nội đã dùng vật giống khẩu súng bắn vào đầu con mèo của gia đình. Sau đó một người trên xe đã xuống và mang con mèo đi. Nhiều người dùng mạng xã hội sau khi biết sự việc đã tỏ ra bức xúc trước hành vi của nhóm người đi xe ô tô hạng sang này.